Rồi, kéo đây. Rồi, bình thường em kéo làm sao? Kéo. Đây. Đây. Với cái biên độ này nè, các bạn sẽ đốt được cái phần mỡ ở đây, săn chắc cái phần cơ lưng tạo thành cái xương cánh bướm. Để các bạn nhỏ cái phần đây ra đây, em thả ra đi em giữ. Chứ gì em kéo không đi em giữ thì anh giải thích cho nè. Cái cấu trúc của cái phần cơ lưng xô, chúng ta còn gọi là cơ lét á, thì khi mà các bạn cố gắng kéo tới trước, mà các bạn cố gắng các bạn khòm, ngồi lùi chân lại, ngồi lùi chân lại. Giờ em thử kéo theo kiểu là để mà nó tối đa hóa cái phần cơ lưng xô, chúng ta sẽ có những cái kết quả sau. Rồi kéo vô. Ừ, rồi còn một kiểu kéo thứ hai, chồm tới, kéo mà chồm tới để kéo dài cơ lưng xô đó. Ngồi. Đấy. Em phải vẫn để chân lên, vẫn để chân lên. Không tới luôn đúng không? Rồi ok. Nè. Rồi kéo đúng không? Rồi bây giờ giải thích cái này nè, là nếu mà bạn nào mà muốn phát triển tối đa cái phần cơ lưng chỗ này để nó trở nên nó dày hơn, nó đô hơn, nó nhìn nó nhiều cơ hơn, nếu bạn muốn như vậy nhá, thì các bạn cứ kéo kiểu gì? Kiểu này. Tại vì khi mà các bạn nới tối đa biên độ của cái động tác này thì dĩ nhiên là khi đến cái mức độ mà tác động thì nó sẽ kéo dài hơn, thì nó sẽ dày cái phần nó cơ đó hơn, đó là chuyện bình thường. Nhưng mà quan trọng cái nhu cầu bạn phải xác định, ví dụ bạn là nữ, bạn nhu cầu bạn khác, bạn là nam nhu cầu bạn khác, mua nhu cầu bạn muốn như thế nào. Còn kéo để mà có một cái lưng mà nó nhỏ để săn chắc, để bạn mặc đầm mặc váy đẹp á, thì tôi khuyên bạn là giữ ở cái mức ngang ngang này thôi, không cần phải tối đa hóa cái biên độ làm gì. Tại mục tiêu của bạn không phải là để bạn dày tối đa cái phần cơ lưng rộng, cơ lưng xô, cơ lết, mà mục tiêu của bạn là có một cái lưng thon gọn và bạn giảm được cái phần mỡ xung quanh lưng. Dĩ nhiên đây là một bài tập, bạn phải tập rất nhiều bài tập khác kết hợp với một chế độ ăn uống dinh dưỡng hợp lý nữa mới làm được phần đó nha. Rồi.